Welcome back to Eden Garden English. I'm teacher Mai Anh. Hello các con. Hôm nay chúng mình tiếp tục đi tìm hiểu về những từ vựng với chủ đề opposite meaning words, là những từ trái ngược nghĩa với nhau. Ok, bây giờ chúng mình cùng đi vào bài thôi nhé. Okay, let's go. Opposite meaning words. First one we have big and small, big and small. Next one we have fast and slow. Là một bạn thì chạy rất là nhanh đúng không? Nhanh thì mình có từ fast và chậm mình có từ slow. Next one we have hot and cold, hot and cold. Next we have boy and girl, boy and girl. Next one we have fat and thin. Fat là gì? Bạn ấy rất là béo đúng không? Và thin là rất là gầy. Fat and thin. Next one we have left and right. Left, right là một bên là bên trái và một bên là bên phải. Left and right. Next one we have strong and weak là strong là mình rất là khỏe mạnh nhá, và weak là mình rất là yếu. Okay. Next one we have high and low nghĩa là một bên là cao, một bên là thấp. High and low. Okay, next one we have heavy and light. Heavy, light. Heavy là nặng đúng không? Đây, bạn này, con nhìn bạn này kéo rất là nặng đúng không? Và light là rất là nhẹ. Light. And next one we have full and empty. Full là rất là đầy lên, còn empty là trống, chẳng có gì cả. Empty and full. And closed and open, closed là đóng cửa, closed and open là mở cửa, open and closed. Okay, we have wet and dry, wet and dry. Here is wet and dry. Khi mà mình đi trời mưa ấy, mình rất bị ẩm ướt đúng không? Ẩm ướt thì mình sẽ có từ wet. Còn khi mà mình có ô rồi, mình che rồi thì mình người mình rất là khô ráo thì mình sẽ có từ dry. And next one we have new and old. New, một con gấu nó rất là new, nó rất là gì nhỉ? Nó rất là mới. Còn một con này thì nó trái ngược với new, mình có từ old là cũ. New and old. And next one we have up and down. Up and down. Up là mình đi lên, còn down là mình đi xuống. Up and down.
Ok, vừa rồi là toàn bộ những từ vựng trái ngược nghĩa với nhau ấy. Về nhà chúng mình hãy ôn tập thật là kỹ những từ vựng này nhé. Và nghe đi nghe lại cách đọc nha. Và sau đó mình sẽ sử dụng sơ đồ này để thuyết trình về những từ vựng opposite meaning words. Ok, chúc con có một bài thuyết trình rất tốt nhé. Goodbye.